nghĩa thằng ngày nay khi nhóm nâng hai nhạc bị được biết sổ xe cốt đầm bây mình chia LED nên lỡ cầm thi micro C nữa hai cái nhóm cho rồi cho pick này pick đầm mối F bát vài rõi bát xâm bờ nên cái chưa ca tệ nó có nông cầm thi pro tờ bên top đi so sẽ cốt hay năng tay không được cầm thiệp rồi ta hỏi thêm năng hai nữa đau đau đầm pu ở bên tên rồi tay hai nữa mà thì lấy ní cái chưa chỉ khi đại cú không được cầm thiệp rồi ta nữa nè kim yo pot đi rồi para và chúng luôn para bay pu nè thì lấy những chặt đan sửa xe cột tại xe cột mấy năm bay vì rút thế mà ta mở ra thì lấy những cho cam thi mày có si nhá nhôm do bị nhu và cả nhu bực chích nét nè cũng đã lịp hình khiên đã mua và chỉ những cái chia lịp hình khiên rồi nhôm ở đó do phụ đờ là mùi lấy nhóm đặt trong desktop rồi nhóm một cái folder thầm mấy môi chân tới là mấy đặt vị trí những chỗ đặt thầm lip one good ok này lại những cái gì lại những rơ do đi device các bạn hiểu đòi device nhớ cứ pick PIC đọc mỗi em vài ở bàn phở đọc mỗi em vài ở bàn phở nè ô mẹ này lòng trăm bay rồi bắt sắp trăm pi nè đang nhìn vô clock về bốn mê divide clock next 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 finish nè vi chanh nó đang nhìn vô port đi vô một para chứ nhìn bậc ca port đi nữa chia output 3D smart 0B 00 vậy đó à 3D 0B 00 vậy đó cứ nghe này ha và cả 4D đang làm bấy nó chia vì D 0 tới D vậy nó chia phê đã output cho má tại má nhóm xe ở về lực chứ như thầy xe port đi mà zero b bay p bay mồi thì bấy buôn phá mùi phá vậy à trong nó mình đây chạy nơi tha nó bê đài dương bằng vì là nạ cá mình lại bị lưu bì ni tới tò mò bị đánh bì ni tới hầu đánh đọc chồng đó là này đi hẳn đi này delay microsecond delay underscore ms nó mình ra delay microsecond thì nhóm delay mà rồi đòi delay microsecond mà point smart mà vị tí chẳng mà rồi vị tí vì lươn của sao mà delay nó mình ra vì dưa pê dưa pê mấy pê vì lươn đi chẳng vì lươn ban mà rồi mình lươn vị tí việt lột vĩnh hay việt một lửa nịnh đòn tỏ mà anh ít lưu mà rồi vĩnh tí anh ít lưu đòn anh ít lưu đòn chắc to hơn chắc lấy xem xe thì nó port b smart zero b zero muối muối thì bay buôn tám muối
mà pi bay bốn trăm mỗi ba bay em đi lên tiếp thì lấy em xe rụi ro này thì lấy nhôm chắc phải ra mở bìa trong đơn vị cô nhưng xe em trời rồi cô ấy cứ on bên kho lại nè này cứ trời chứ cái này nhưng bìa hết nhưng trong đơn hàng có rất nhiều loại cam máy nhôm châu không mà micro xì này tóm lại nhôm double clip lơ phịt nữa chạy về chỗ cứ nhưng mình lại nhưng rơi cái này nhưng từ đó à câu bỏ hà nè chỉ file file dot h mà nhưng đã lỡ desktop nè đã folder lit nè nè cứ gì câu file câu đại dương xe mà nhá với open ta mới lại cái này clock nè nhưng đã buồn mê đây xa đây dương xe câu đấy nhưng đã buồn mê này lấy ok và mọi nhóm sẽ play như người mình là ca với trẻ nhưng mà như xe con lắm cứ tha được bây giờ nhưng đại viên là ca dẫn tới việc vì lột ba lạc đo này chứ vì cả nào vì thư ca chọc nhé đo phần nít chọc một cho nên bây giờ việc thuê ca cho lang rồi hold hold nguyên tìm chọc những cái tham lại điện đã qua mùi hay này cầm đi chúng ta đã bật cái về mùi tiếp đó lấy cục hà đi cột chụp và xin gì trong chùm lõ 8 mở nè cầu đó phần năng thế nhưng sợ bị ta đừng lại ca với giang đôi đạch chờ mời nhưng stop root play again cho nhỉ không sẽ nè cứ việc blue hô chân mà chi tiết nhóm nâng ở một hai anh đi lại cao với nâng nơi lơ ở hardware bật bật xong rung chăm tích nhóm nâng một hai anh đi ở lại cao đó bỏ việc nên cứ nhóm mà là to vì rồi hai nơi lơ breadboard không tha nẹt lọc nếp có chạy to nên làm việc đấy lấy những chỗ code
ឬក្នុងអានេះចូលក្នុង pick នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវាដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំនេះគឺ pick 2គឺជាប្រដាប់ចូលកូដដែលយើងសេទៅក្នុង pick ហ្នឹងខ្ញុំដោតកន្លែងរុនចូលកូដវាឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធី PK2 ហ្នឹងមើលបន្តមកខ្ញុំនេះខ្ញុំរកបែបចូលកូដនឹងចុចចូលដៃ auto import hex រួចមកដោយគ្រាន់តែខ្ញុំរើសទីតាំងដែលខ្ញុំដាក់កូដដែលបានសេនោះនេះគឺ lead linking one ណារួច open នេះវាកំពុងតែ upload ចូលនេះគឺ uploadចូលបានហើយឥឡូវខ្ញុំចុច on ពេលមើលដំណើរការមកវានេះគឺជា linking ដែលយើងសរសេរកូដមិញហ្នឹងដំណើរការរបស់វាគឺដូចនៅក្នុង process គឺដូចគ្នាបាទសិនជាមានចម្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុងcomment ខាងក្រោមវីដេអូនឹងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត